Nhà sàn cổ hơn 100 tuổi của vua săn voi Buôn Đôn được hoàn thành bằng gỗ với thiết kế tinh xảo đậm chất Tây Nguyên. Trải qua thăng trầm của lịch sử, căn nhà sàn vẫn giữ được những nét đặc trưng của vùng đất huyền thoại này. Căn nhà sàn cổ được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 1883 do ông Thapi Nong Kham Sao, một nghệ nhân điêu khắc gỗ người Lào, chịu trách nhiệm thiết kế và làm thợ cả. Căn nhà gồm 3 gian, thiết kế theo kiến trúc chùa tháp của phong tục Lào, Thái với mái hình chóp nhọn. Toàn bộ căn phòng đều được làm bằng gỗ, cả phần mái cũng được lợp bằng gỗ cà chít, vô cùng công phu, tỉ mỉ. Dân trong vùng kể rằng, để hoàn thành ngôi nhà phải nhờ đến 18 con voi được kéo gỗ, ngay cả ngói lợp cũng được làm bằng gỗ cà chít. Đây là loại gỗ quý giúp căn nhà mát mẻ vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Mất một năm, căn nhà mới hoàn thành. Trong lễ mừng nhà mới, chủ nhân căn nhà phải làm thịt hết 22 con trâu để đãi buôn làng. Căn nhà là nơi ở của vua săn voi nổi tiếng khắp vùng Buôn Đôn, Khun Yunop, và cháu của ông là Amakong. Amakong được mệnh danh là người săn voi nhiều nhất Việt Nam. Năm 1954, một cây me già bất ngờ đổ xuống, đè sập mất một gian của căn nhà. Chỉ còn lại 2 gian được lưu trữ cho đến tận ngày nay. Trong ngôi nhà sàn cổ, hiện còn lưu giữ nhiều hình ảnh và hiện vật gắn liền với vua săn Buôn Đôn. Đó là dụng cụ săn bắt voi như roi bằng da trâu, tấm nệm lót bành voi, thông lọng thuần dưỡng voi, lọng che mưa nắng, giỏ, cùi, túi đựng quần áo trong những chuyến đi săn, vân vân. Đó là thanh kiếm do vua Bảo Đại tặng, cùng nhiều vật dụng gắn liền với chủ nhân của ngôi nhà. Trong đó, chiếc mâm đồng được đưa từ Lào sang Việt Nam năm 1859 là kỷ vật quý giá của vua săn voi. Chiếc mâm được dùng trong các dịp lễ cúng thần linh trong mỗi dịp đi săn voi. Bên cạnh việc tìm hiểu về kiến thức, nét văn hóa của nơi đây, du khách còn được giới thiệu đến những sản vật quý, những bài thuốc quý của vua săn voi Amakong truyền cho đời sau, giúp bồi bổ sinh lực trong những chuyến đi săn voi trong rừng trở về. Đến đây để nghe con cháu của vua săn voi kể lại huyền thoại của cha ông mình.